Bạch sư cho con hỏi làm thế nào để không buồn ngủ khi thực hành thiền. Thì quý vị đứng dậy đi thôi. Đi là cách tốt nhất để không buồn ngủ. Nếu như mà mình đi ở bên trong mà gió mát hiu hiu còn buồn ngủ thì đi ra ngoài nắng thì mình sẽ không phải buồn ngủ. Còn nếu như mà mình đi ra ngoài nắng nóng chảy mỡ như vậy mà mình vẫn cắm đầu mình buồn ngủ quá chịu không nổi thì đi vô ngủ. Cái đó thì thật sự cơ thể chịu không nổi rồi. Tức là trời nắng chang chang đó, mình đi mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ròng ròng á mà vẫn muốn nằm tại chỗ luôn để ngủ thì đúng thật là cơ thể thiếu ngủ thì đi ngủ.